tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Nhân dịp năm mới thì em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang và thịnh vượng. Và ngày hôm nay sáng chủ nhật sẵn tiện đi qua bên khu Phước Kiểng nhà bà này, tại em có một sự kiện của Đeo Gaming, thì xong việc em cũng cầm máy quay lên và chia sẻ với anh chị những hình ảnh ở khu Phước Kiểng nhà bè, và video clip cũng theo sự chia sẻ của cô chú anh chị Thay Môn Kim nhắn là có tiện đường thì chúng ta sẽ quay lại cái xã Phước Lộc. Ngày xưa cô chú đã từng dạy học ở đây và hôm nay chúng ta có dịp đi về, và chúng ta đang đứng ở đây là trước cổng chợ Phước Kiểng, chợ Phước Kiểng ngày nay. Thì chợ Phước Kiểng ngày nay cũng được xây dựng mới rồi nè, làm lại tuy là không có sang trọng lắm nhưng mà cũng là ngôi chợ gọn gàng, sạch sẽ, có những hàng ăn, có những hàng rau cải. Và con đường đây là con đường Lê Văn Lương, và thẳng hướng Lê Văn Lương chúng ta sẽ đi về cầu Phước Kiểng, cầu Long Kiểng rồi đó, và đi tới một tí sẽ có con đường đào Sư Tích, rồi mình sẽ quẹo vô đó là xã Phước Lộc. Và hy vọng trong video clip này sẽ gợi cho các anh chị những cái điều, những hình ảnh về ngày xưa khi mà chúng ta còn dạy học ở đây, và kế bên cái trường thì có ngôi chùa. Thì trước khi đi thì mình sẽ đi dạo một vòng chợ, nhưng mà chợ này thì không có lối ra, chợ này thì cái là nhà lồng chợ thôi, nhà lồng, không có cái đường chợ ra, chỉ có một đường vô thôi, chung một đường vô và một đường ra thôi. Rồi mình sẽ quẹo trái ha, quẹo trái để đi về đường Lê Văn Lương. Và mình nhìn bên tay phải có một cái con đường, đó là đường đào Sư Tích. Không biết ngày xưa thì những hình ảnh này có giống hay không. Ồ, đây xe nhiều quá. Ở đây có chợ cá. Mình chờ bán xe mình qua đường nha. Đây là những cái sạp, những cái xe đẩy bán trái cây ở rìa chợ nè. Sài Gòn bây giờ là 11 giờ trưa ngày chủ nhật 30 tháng 12 năm 2019, và 1-2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào năm mới rồi, năm 2020. Không biết đã bao lâu rồi cô chú anh chị chưa có về Sài Gòn. Mận xoài non chấm mắm ruốc, những cái món ăn mà đậm chất Việt Nam. Và ở đây có cái cổng chào, cái bảng hướng dẫn ta đi thẳng là xã Nhân Đức, nếu quẹo phải là xã Phước Lộc. Chúng ta sẽ quẹo phải vào con đường đào Sư Tích nha. Và đây là con đường đào Sư Tích. Cặp bên phải của con đường này, ở đầu đường đó chính là chung cư building Lộc Phát. Và bên cánh trái thì cũng có những cái hàng quán ăn uống, quán nhậu. Và chạy thẳng con đường này chúng ta sẽ đến một cái con rạch, hình như
là rạch ông lớn thì phải. Và rạch ông lớn sẽ có một con đường. Để em xem bản đồ lại cho chắc ha. Tại vì em thì không có rành ở khu này cho lắm, nên những hình ảnh này chỉ là những hình ảnh mang tính cập nhật để các anh chị có thể hình dung được cái hình ảnh của nơi xưa. Đó, và chúng ta đang đứng ở đường Đào Sư Tích nè. Và đi thẳng đường Đào Sư Tích này, mình sẽ qua một cây cầu, đó là cầu Rạch Long Kiển. Rồi đi tới một tí nữa sẽ cặp theo con rạch ông lớn. Và con đường Đào Sư Tích này nó có nằm ở giữa hai con rạch, một bên là rạch ông lớn và một bên là rạch Long Kiển. Ở đây vẫn là còn là thuộc xã Phước Kiểng. Mình chạy tí nữa thì mới là Phước Lộc. Đó, qua đây là Phước Lộc rồi nè. Ở đây là Phước Lộc Nhà Bè. Tôi thấy ở đây giống như là một cái vùng quê ven Sài Gòn. Tuy là thuộc Sài Gòn nhưng mà ở đây là quyền, nên tôi thấy rất nhiều là ở đây có rất nhiều cây xanh. Và chúng ta nhìn thấy bên đây có một ngôi trường mới xây nè, đó là trường, để em xem trường gì đây, Lê Thành Công. Đó là trường trung học cơ sở Lê Thành Công, rất là lớn ở khu này. Mà sao bản hiệu thì thấy lúc là Phước Kiểng, lúc thì Phước Lộc vậy ta. Bên trái là Phước Kiểng nè. Ồ, vẫn còn là Phước Kiểng. Số 122 Đào Sư Tích. Hôm nay chúng ta sẽ đổi không khí, đi về vùng quê. Vùng quê đây là ven Sài Gòn thôi. Nơi đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng 7 km, đi về hướng Nam. Hướng Nam của chợ Bến Thành đó, theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ và đi qua Lê Văn Lương. Hoặc là chúng ta sẽ đi từ Trần Xuân Soạn đi thẳng đường Lê Văn Lương cũng được nữa. Trần Xuân Soạn quẹo phải Lê Văn Lương thì chạy một đoạn thì chúng ta sẽ có cái ngã rẽ bên tay phải, đó là đường Đào Sư Tích. Ở đây thì chúng ta thấy ít nhà cao tầng, đa phần là những nhà tôn ven đường để họ buôn bán tạp hóa rồi sửa xe, rửa xe. Cuộc sống ở đây cũng tương đối mát mẻ, thoải mái. Đó, phía trước chúng ta đó là cầu Phước Lộc nè. Ở vùng quê này thì có miếng đất trồng cây, nuôi cá. Em thấy ở đây cũng có mấy ao cá. Đó, cầu Phước Lộc. Cầu này cấm xe tải, mà nếu không để bảng cấm xe tải thì cũng đâu có xe nào chạy vô được. Nên bởi cái trụ này nằm ở giữa này nè. Tương lai sẽ có cầu mới nè, mà đang làm cái móng cầu kìa, nhưng mà sao lại dang dở rồi, không thấy tiến độ gì hết vậy. Đây dòng kênh
này là dòng kênh Phước Kiểng nè, dòng kênh Long Kiểng nè. À, mình qua bên đây là đường xã Phước Lộc rồi đó. Em cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà được thực hiện video clip ngày hôm nay. Cũng là sự trùng hợp, tại vì hôm nay hãng đeo, hãng máy tính đeo có một cái sự kiện quảng bá gaming, thiết bị game, tài trợ chương trình thi đấu game cho những gamer ở bên Phước Kiểng này, ở đường Lê Văn Lương này. Sẵn đây em có mới có dịp đi cùng các anh chị trong những cái hành trình như thế này, và đi một tí nữa thì chúng ta sẽ đến cái ngôi chùa. Và không biết ngày hôm nay cái trường học nó có còn hay không. Đây là hẻm 251. Để em kiếm chỗ nào em nhìn lại bản đồ cái nha, coi cho nó chắc để mình đi lòng vòng mất thời gian của chú anh chị. Ở đây bán đồ mấy những lô gần vui. À, và cuối đường này là bến đò Bé Bảy, và bên cánh trái trước khi đến bến đò là sẽ có trường trung học cơ sở Phước Lộc. Và có trường tiểu học Bùi Thanh Khiết nữa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. À, chắc đường sẽ một đoạn ngắn nữa thôi, không quá dài đâu. Chúng ta ở đây thấy một cái hình ảnh rất là thoáng đãng, mênh mông, rộng rãi, cây xanh bát ngát, chứ không có ngột ngạt như ở trung tâm Sài Gòn. Hôm nay chúng ta thấy cuộc sống cũng rất là thanh bình. Mở một cái gian hàng ăn uống nào đó, rồi vợ thì bán, chồng thì đi chạy ráp, hoặc là chồng thì lái taxi. Một cuộc sống yên bình, không hối hả. Hoặc là đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Ở đây em thấy có một ngôi chợ, ở ngôi chùa. Chùa này là chùa Trưởng Thánh. À, bên đây là chợ Phước Lộc. À, một cái ngôi chùa đối diện cái ngôi chợ. À, thấy chợ Phước Lộc nè. Và buổi trưa thì chợ cũng nghỉ rồi. Không biết cái ngôi trường của ngày xưa của chú anh chị thì nó tên gì ha. Có lẽ đi tới một tí nữa. À, Sài Gòn hôm nay nhiệt độ khoảng 30 độ. À, ở đây có khu
du lịch sinh thái Phước Lộc Thọ, nhưng mà bây giờ dẹp rồi. Và theo như bản đồ thì con đường này là đường cùng, cuối đường này là bến đò Bé Bảy. Và khu này cũng có vài nhà mới xây nè. Quán cà phê Vườn Hồng. Một con đường không có quá nhiều xe cộ. Ở đây có hồ câu cá Hoàng Hải. Bữa nay chủ nhật nên thành ra có rất nhiều cần thủ đi câu. Chưa thấy trường học. Chúng ta chạy tới tí nữa xem sao. Lại những cái đây là những cái ao hồ ngày xưa nè. Và ngày nay họ đã san lấp mặt bằng hết rồi. Chưa thấy trường học ta. Và chỉ có một cái ngôi chùa đó thôi. Có một ngôi chùa lúc nãy chúng ta đi qua thôi. Đây là trung tâm y tế. Sắp đến cuối đường rồi. Mình đi tới tí nữa xem sao nha. Các anh chị cùng tìm phụ em nhé. Đây có đường Nguyễn Bình nè. Đi thẳng đường này mình sẽ đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ ở khu làng đại học đó. Con đường đi thẳng về nhà bè luôn. Và đây là cây cầu. Cầu này không để tên. Khu này chắc là mới mở sau này nè. Ở đây thì
không có quá nhiều nhà. Do là đường cùng nên mình thấy đường rất là vắng, vắng xe. Bên trái là dòng kênh Long Kiểng, bên phải ở phía sau dãy nhà này là dòng rạch ông lớn. Nếu mà các anh chị và các bạn đã xa Sài Gòn rất là lâu rồi thì những hình ảnh này sẽ rất là xa lạ đây. Đây là trung tâm văn hóa thể thao xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, nằm cạnh một con kênh. Ở đây mình nghe tiếng gà gái nè. Đây có một ngôi trường nè, trường Phước Lộc. Và cái bên thì có trường mầm non, trường Vành Khuyên. Rồi kế bên nữa thì có trường tiểu học Thanh Khiết, Bùi Thanh Khiết. Ba trường nằm kế bên nhau luôn, nhưng mà không thấy ngôi chùa đâu hết. Sẵn đây rồi mình chạy tới đường cùng xem sao nha, để các anh chị có thể hình dung được cái bến đò ngày hôm nay nó như thế nào. Đây có con rạch nè, con rạch đi ra rạch ông lớn. Đây rất là nhiều dừa nước. Dừa nước rất là nhiều luôn. Đây người ta đang dọn, không biết để làm gì đây, cho nó gọn hay sao. Chắc là dọn cho gọn đi ăn Tết. Để tùm quá. Video clip này hôm nay có lẽ sẽ hơi dài, cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Ở đây cũng có mấy nhà để bỏ không, để quan không có ở. Và cuối bên kia là bến đò rồi. Một số hình ảnh ở xã Phước Lộc gửi của chú anh chị và các bạn.
rồi chúng ta sẽ quay trở về thôi. Một số hình ảnh ở con đường xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, và những ngôi trường, hình ảnh của ngôi chùa. Hy vọng thông qua video clip cũng gợi nhớ cho các anh chị và các bạn những hình ảnh của ngày xưa khi mà chúng ta còn dạy học ở đây. Và ngày hôm nay một cái thôn xóm, một cái xã, một cái ấp đã đổi thay, và chúng ta cảm nhận được sự đổi thay thông qua những cái hình ảnh này. Và video clip này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các cô chú anh chị và các bạn. Những cái anh chị ở tỉnh thì khi mà chúng ta nghe đến xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè thì mình cũng thấy hình dung được con đường nào rồi ha. Đó là con đường đào Sư Thích, đào Sư Tích. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn.